Đến với kênh Cơ Điện Tử Channel. Trong clip ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn cái phương pháp đấu nối giữa PLC và các cái thiết bị ngoại vi. Thì ở clip tuần trước mình đã giới thiệu sơ lược về cái con PLC mà mình hướng dẫn các bạn. Thì trước khi đấu nối một con PLC của hãng nào cũng vậy, thì chúng ta nên đọc trước cái sơ đồ đấu nối của nó. Thì sơ đồ này, nếu mà chúng ta mua mới thiết bị ấy, thì nó sẽ đính kèm vào một cái đĩa CD và chúng ta sẽ lấy nó ra và tìm đúng cái mã của sản phẩm. Nếu các bạn mua lại hoặc mua đồ cũ thì các bạn có thể lên mạng và dựa vào cái mã PLC và tìm kiếm. Thì cái mã PLC thì các bạn thấy con PLC chúng ta đây, thì cái mã PLC là cái mặt ở bên hông này. Để mình zoom chút. Đây là cái mã của con PLC. Thì mình đã download cái sơ đồ đấu nối của nó. Thì ở đây có nhiều cái sơ đồ con PLC của chúng ta là CPU 1211C AC DC RLI. Thì các bạn thấy là nó hướng dẫn rất là kỹ. Thứ nhất là con PLC của chúng ta là AC nên cái đầu vào chúng ta là cái đầu vào nguồn AC có điện áp từ 120 đến 240 V AC. Chẵn L cộng và M này, các bạn thấy tên này là cái nguồn mà PLC sắp ra để chúng ta đấu nối. Thì cái nguồn này thì thường thì người ta ít khi dùng cái nguồn này. Chẵn 1M là chẵn con của PLC. Và từ Y0.0 đến Y0.5 là 6 cái ngõ vào input của PLC. Và đây là ngõ vào analog. Còn đây là ngõ vào digital input. Ngõ ra chúng ta là có dạng delay nên các bạn thấy là nó có để ký hiệu vừa DC vừa AC. Đây, nó vừa hai ký hiệu các bạn mình dùng các. Đó. Thì chúng ta vừa có thể đấu nối nguồn AC hoặc là DC cho cái ngõ ra dạng delay. Có một số cái nốt mà nó đánh dấu cho chúng ta. Thứ nhất là số 1 này. Số 1 thì nó nói là cái nguồn mà 24V mà do PLC xuất ra, thì để mà chống nhiễu, đảm bảo nó chống nhiễu thì chúng ta nên kết nối cái M này với lại đất ngay cả khi chúng ta không dùng nó. Đây M đây. Cái thứ hai là nó đánh dấu đây số 2 này, đây là ở 1M thì nó nói là đối với kiểu mà mắc mà kiểu input mà dạng sinking thì chúng ta sẽ đấu nguồn âm 24V cho M. Đây, 1M này này thì chúng ta sẽ đấu với âm 24V. Có nghĩa là PLC sẽ mắc theo kiểu sinking. Và khi PLC mắc theo kiểu sinking thì các cái ngõ vào input sẽ mắc theo kiểu sụt sinh. Các bạn chú ý nha. Còn đối với chúng ta mà mắc PLC theo kiểu mà sụt sinh input á, thì chúng ta sẽ kết nối cộng 24V này với chân 1M. Thì khi mà PLC mắc theo kiểu sụt sinh thì các cái ngõ vào của chúng ta sẽ mắc theo kiểu sinking. Sẽ không bao giờ có một cái con PLC mà mắc theo kiểu PLC là sinking và các cái ngõ vào cũng là sinking, hoặc là PLC là sụt sinh và các cái ngõ vào là sụt sinh. Và thường thì trong cùng một cái dùng cùng một con PLC thì không có hai cái kiểu mắc cho các cái loại. Một cái con cảm biến chúng ta mắc sinking, còn một con là chúng ta mắc sụt sinh, thì không có trường hợp đó. Còn cái ngõ ra thì chúng ta sẽ cấp có thể là nguồn AC hoặc là nguồn DC cho nó.
nói về một số cái nốt thì nốt 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 đầu tiên này thì tạm thời mình chưa nhắc đến, còn nốt thứ hai này, nốt thứ hai này thì nó nói là chúng ta ngay cả cái thằng L1 và hoặc là thằng N của cái nguồn này thì chúng ta không cần phân phân cực cho nó, và có thể là cung cấp một cái nguồn lên đến 240 V AC. Đó là một số cái cách mà đấu nối ở cái sơ đồ. Còn đây là cái công tơ suy thực, đây là công tơ suy thực, và tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đấu nối. Thì mình sẽ viết một cái phần phần mềm đơn giản của PLC, có nghĩa là chúng ta sẽ cho đây là y0. Có nghĩa là khi y0.0 lên mức 1 thì y0.0 có điện, chỉ đơn giản vậy thôi. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn đấu nối với QC và để chúng ta kiểm kiểm tra cái ví dụ này. Này chúng ta sẽ đấu nối một con QC như sau. Thì đầu tiên chân L1 và N là chân cấp nguồn của PLC, thì cái này chúng ta sẽ đấu nối vào cái nguồn AC. Hai cái chân này á, chân là cộng và M này, thì cái chân này là cái nguồn nồi của PLC, nó xuất ra 24 V, thì mình sẽ dùng cái nguồn này mà để mà sử dụng cho cảm biến. Trong clip mình dùng cái nguồn này để sử dụng cảm biến. Nếu mà các bạn không dùng nguồn này, các bạn dùng nguồn ngoài á, này, cái nguồn ngoài này mình vẽ riêng ra, thì chúng ta sẽ đấu nối cảm biến. Thì cái chân, cái cảm biến của mình là cảm biến NPN, nên chân màu nâu này chúng ta sẽ đấu nối với cái nguồn cộng 24 V. Chân blue là chân màu xanh lá xanh da trời ấy, thì chúng ta sẽ đấu nối với 0 V. Và chân black là chân tín hiệu thì chúng ta sẽ cho tín hiệu vào y0.0, thì các bạn có thể cho vào y0.1 cũng được. Đây, rồi còn lại chân 1M thì chúng ta PLC chúng ta sẽ phải mắc theo kiểu số sinh, nên 1M chúng ta sẽ cho lên. Cộng 24 V. Như vậy chúng ta đã đấu nối xong, chỉ đơn giản vậy thôi. Thì khi mà cái cảm biến này nó có tín hiệu thì Q0.0 ở đây nó sẽ có điện và nó sẽ sáng đèn. Chào các bạn, tiếp theo mình sẽ chuyển sang phần đấu nối. Thì mình sẽ đấu nối với con cảm biến quang của hãng Omron. Đây, mình zoom các bạn thấy cái mã của con cảm biến này. Đó. Thì con cảm biến này á, thì nó là cảm biến NPN. Chúng ta có 3 dây. Dây blue, dây black và dây blue. Cái dây này, dây nâu này là chúng ta cấp nguồn 24 V cộng 24 V. Dây đen chúng ta cấp 0 V, và dây black là dây tín hiệu chúng ta cấp từ các cái dây y0.0 đến y0.5. Thì để mà đơn giản và gọn gàng á, thì mình sẽ sử dụng cái nguồn nguồn nồi của PLC, tức là chân
n cộng và trên m. Dùng cái nguồn đó luôn để mà dùng cho cảm biến. Thì trước tiên chúng ta sẽ cấp cái nguồn vào cho PLC. Thì PLC chúng ta là AC DC là lấy, nên mình sẽ cấp nguồn 220V cho PLC. Thì đó là hai chân N1 và N. Thì do nó quay nó hơi cấn nên mình dặn nó hơi khó chút. Rồi, mình test thử coi đấu nối đã được chưa. Đây. Mình tháo ra để tiếp tục đấu nối. Chân này chúng ta sẽ dùng chân màu nâu, chúng ta sẽ đấu với 24V. Màu xanh blue chúng ta sẽ đấu với 0V. Và chân này chân tín hiệu. Rồi. Thì để dễ dàng đấu nối thì mình sẽ dùng một con domino để mà đấu qua PLC. Và chúng ta sẽ hạn chế dặn vô dặn ra ở PLC. Thì cái việc mà dặn vô dặn ra nhiều lần ở PLC thì có nó sợ lờn cái chỗ của PLC. Còn cái domino này á, mà nó lờn thì chúng ta có thể mua mới, nhưng mà cái chỗ này nó hơi khó thay. Và mình sẽ đấu vào đây thì mình quy ước, tại vì mình chưa có code nên mình quy ước là cái dây màu đỏ này chúng ta sẽ đấu với L cộng của PLC. Các bạn thấy L cộng đây. Trên này chúng ta sẽ đấu với M. Đấu với 1M. Để mà dễ dàng các bạn nhìn phóng bự thì mình sẽ đổ ra domino. Thì các bạn thấy đây là chân này là chân L cộng của do PUC xuất ra 24V. Chân này là chân M. L cộng M này nó sẽ do nguồn nội do PLC xuất. Còn cái chân này là chân M, là chân com chung. Còn đây là chân Y0.0. Thì mình ví dụ chỉ có là khi chúng ta đấu mà Y0.0 này nó có điện thì nó có tín hiệu thì Q0.0 sẽ xuất ra thì Q0.0 sẽ có điện. Thì chúng ta sẽ tiến hành đấu nối con cảm biến quang. Đây là con cảm biến quang. Trên màu nâu chúng ta sẽ đấu với dương 24V. Có nghĩa là dây này. Dây này là đấu với chân L cộng của con PLC. Chân màu xanh sẽ đấu với 0V. Chân màu đen này chúng ta sẽ đấu với Y0.0, tức là cái chân này.
Rồi chúng ta còn một chân 1m, tức là cái chân này của PC. Chân là chân 1m. Thì do con PLC là do cái con liên quan của chúng ta là cảm biến loại NPN nên tín hiệu mất không nó sẽ trả về PLC. Như vậy PLC của chúng ta sẽ phải mắc theo kiểu xúc sinh. Thì tức là chân 1m này chúng ta sẽ đấu lên cộng 24V, tức là đấu lên đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sắp nguồn cấp nguồn cho PC. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cấp nguồn cho PLC. Tại đây, đây là dây nguồn. Mình tháo dây quạt này ra, mình cắm dây nguồn vô. Thì con PLC này mình đã đấu nối chương trình, mình đã viết chương trình và mình đổ chương trình vào rồi. Bây giờ chúng ta chỉ có đấu nối thôi. Thì các bạn thấy đây là con cảm biến này. Thì khi chúng ta đó có tín hiệu thì Y0.0 nó lên mức 1 và khi đó Q0.0 nó có điện, mình thả ra tắt. Thì cái chương trình này mình đã viết viết ở đây là các bạn có thể thấy khi Y0.0 nó lên mức 1 thì Q0.0 có điện. Chương trình chỉ có như vậy thôi.